chờ đợi mình ngày rồi biết chẳng có cơ hội. Điều gì nên tâm mình sẽ yên lặng muộn phiền người chót lên đôi vai này. Giờ ngày mai còn cần nên không ở phòng chờ tới tăng cao trả lời. Đó là những gì mà ai và thường nên tất cả đau đớn từ tháng đẹp bên em. Làm gì để ngần ấy biết sao khép lại. Sau đi bao nhiêu chiều nắng sớm ngày nào kéo tim vào trong mạnh, chỉ còn lại vài nhịp mong manh chuyện tình về trái tim sao không ngờ về nơi trái tim mình vô à tình bước chân về tình yêu trong đó mà quên ai. Hi-a, ta đang làm gì vậy? Anh đang ngồi học bài em yêu ơi. Em đang làm gì đấy? Em cũng đang học ạ. Lai, mà em có chuyện này muốn nói với anh ạ. Có chuyện gì vậy em cứ nói đi. Anh có giận em chuyện gì không? Không em ơi, có chuyện gì để dân e đâu. Ừ, mình chia tay đi. Nani? Omae wa mou shindeiru. Hỏi chấm, sao lại chia tay? Em đang trêu anh à? Em cảm thấy hết tình cảm và anh rồi. Mặt khóc, em trêu anh đúng không? Trêu vậy không vui đâu á. Em không trêu anh đâu. Em nghiêm túc, chia tay đi. Em có thể cho anh biết lý do vì sao được không? Mình có vấn đề gì cùng nhau giải quyết chứ? Em thích anh Vũ lớp trưởng rồi. Đéo tin. Nên em đã cảm thấy hết tình cảm với anh rồi. Chia tay đi. Ok, bye em. À bye em, lẽ ra anh phải cảm thấy đau lòng chứ? Em nghĩ anh quan tâm à? Anh hỏi thật, có phải em đang cho anh không? Không, em thích anh Vũ lớp trưởng rồi. Anh ấy học giỏi có tương lai. Chứ học dốt như anh thì làm gì có tương lai. Lại suốt ngày YouTube, em thật sự mệt mỏi lắm. Em suy nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ kỹ rồi. Chúc anh sớm tìm được người khác tốt hơn. Chào anh. Ok. Mặt khóc. Từ giờ hết thật sao?